Tập 19. Hàng Tuấn, ngươi còn mặt mũi nào xuất hiện ở đây sao? Nếu như lần trước không phải ngươi làm việc thất bại thì đâu cần ta đích thân ra tay. Độc Dương nói đúng, lần trước là lỗi của ta, lần này Độc Dương đích thân ra tay, chắc chắn sẽ bắt được Từ Quan Hoài. Điều này không cần nói đâu, thì ta cũng biết rồi. Ta chỉ hỏi ngươi, tại sao ngươi xuất hiện ở đây, hơn nữa còn lén lút trốn ở chỗ tối chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn rút công sao? Độc Dương đại nhân, sao ta lại dám có suy nghĩ xấu xa này chứ? Lần này ta đến đây là biết rằng Độc Dương đích thân ra tay, nên ta muốn đi theo Độc Dương, muốn góp phần một chút sức lực thôi mà. Góp phần sức lực sao? Chỉ cần ngươi không làm hư chuyện của ta thì ta cảm ơn trời đất rồi. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi đừng làm hư chuyện của ta. Độc Dương dạy bảo rất phải. Tiểu gái, các ngươi mau rời khỏi đây đi, nếu bị phát hiện ra ta lột da các ngươi đấy. Dừng. Tiểu gái, Tiểu Ngải, Tiểu Ngải, Long ca ca, ta ở đây. Tại sao mùi chạy lung tung thế? Mùi biết ngoài kia nguy hiểm lắm không? Nếu như người dân tìm thấy mùi thì họ sẽ gây phiền phức cho mùi đấy. Chính là vì họ hiểu lầm ta nên ta muốn ra đây tìm thuốc giải độc giúp họ. Như vậy họ sẽ không nói là ta là sao chổi nữa. Tiểu Ngải, ta mặc kệ họ nói gì, dù sao thì ta cũng tin mùi. Hay là mùi đi với ta đi, ta đưa mùi rời khỏi đây, rời khỏi nơi bật tình bật nghĩa này. Long ca ca, sao chúng ta có thể đi lúc này chứ? Nếu ta đi rồi thì không phải là gián tiếp thừa nhận ta chính là sao chổi sao? Cũng chính là người thả những con rắn độc đó ra. Tiểu Ngải, mùi còn không hiểu sao? Nếu bây giờ không đi thì Long ca ca không bảo vệ được mùi đâu. Bây giờ quân đội tốt nhất của ta cũng... Quân ấy sao rồi? Quân ấy nghi ngờ mùi. Ta còn vì chuyện này mà cãi nhau với quân ấy đấy. Nếu như thế thì Tiểu Ngải càng không thể đi. Ta không thể để Long ca ca bất nghĩa như thế, cũng không thể nào để Long ca ca và Từ Quan Hoài ca ca vì ta mà trở mặt với nhau như vậy. Tiểu Ngải, mùi thật là ngây thơ rồi. Long ca ca, quân tin ta đi. Bây giờ chúng ta trở về, sau một thời gian mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Long ca ca, quân vào đây đi. Ca ca, tỷ tỷ, bọn ta về rồi. Vậy thì tốt rồi. Long Dật à, ta đây không có khuyết điểm gì. Khuyết điểm duy nhất của ta chỉ là cái miệng không tốt thôi, thích nói lung tung. Ta xin lỗi đệ vì chuyện lúc nãy, nên là đệ đừng để bụng nhé, được không? Được không vậy? Đệ đấy, đừng giận nữa. Giận gì mà giận chứ? Sau này cô đừng nói lung tung như vậy nữa. Được rồi, không nói nữa. Nếu như lần này ta xuất sai còn nói bậy thì ta sẽ đánh miệng cô đấy, có được không? Ai biểu cô nói bậy chứ? Dán miệng này đi. Rốt cuộc cô lại, cô không phải là Tiểu Ngải mà tôi quen biết rồi. Đáng lẽ ta muốn tiếp tục giả bộ, nhưng mà bị các người phát hiện rồi. Rốt cuộc cô lại đây, cái tên chỉ là biệt hiệu thôi. Nếu thật sự muốn biết ta lại thì các người có thể gọi ta là Tử Đằng Qua. Chẳng lẽ cô chính là thuộc hạ của Cao Công Công ở Đông Sưởng? Tử Đằng Qua được xưng là Độc Dương. Chẳng lẽ trong thời gian này cô đi lừa ta sao? Xin lỗi, Long ca ca của ta. Đáng lẽ ta tính không bao giờ nói ra, đến hôm nay
đã bị các người phát hiện ra rồi. Giang hồ đồn rằng Tử Đàn Hoa tuy rằng đã quá 40 tuổi nhưng vẫn còn khuôn mặt trẻ con. Đó là vì cô lúc nhỏ trong cơ thể cô đã có một loài độc mà không ai đụng vào cô được. Tuy rằng có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng cả đời này đều không thể kết hôn sinh con được. Không ngờ người biết khá nhiều nhỉ. Nhưng tiếc rằng người sống không còn lâu nữa. Ta có thể sống bao lâu thì ta không biết được, nhưng ta chắc chắn là có thể sống lâu hơn cô đấy. Những con rắn độc này đều bị ngươi thu hút đến đây đấy. Ta còn tưởng rằng Quynh là một người ngây ngô, đã tin những lời ta nói ra và không nghi ngờ ta một chút nào. Nhìn ta đi, là ta làm đó. Sau khi Quynh và Long Vật ra ngoài, rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Quynh ấy giờ trở về hô to muốn được Tiểu Ngải ra khỏi đây. Ta nghi ngờ Tiểu Ngải có vấn đề. Ta đã nói với để ý suy nghĩ của ta. Kết quả thì sao đây? Để ý không chịu nghe ta, còn cãi với ta nữa chứ. Bây giờ Quynh ấy rất tin Tiểu Ngải. Bây giờ Quynh nói những lời này chắc chắn Quynh ấy sẽ không nghe đâu. Hơn nữa chỉ là nghi ngờ thôi, không có một chứng cứ thực sự nào, sao mà thuyết phục được Quynh ấy chứ? Ta nghĩ tai nghe không bằng mắt thấy. Nếu có thể nghĩ ra cách làm Tiểu Ngải lộ ra trước mặt Long Vật, như vậy thì mọi chuyện sẽ rõ thôi. Có rồi. Chúng ta thoa một chút máu chuột đến gần phòng của Tiểu Ngải để thu hút rắn độc. Xem ra thì cô ta phản ứng thôi. Ý kiến hay đấy. Chiêu dẫn rắn ra khỏi hang thật quá hay. Nếu ta là người bình thường thì e rằng sớm đã chết dưới miệng rắn rồi. Nếu cô bị quan, bọn ta chắc chắn sẽ cứu cô. Tại sao cô lại lừa ta chứ? Ta nhìn thấy những con rắn độc đến gần cô thì lập tức xông đến cứu cô. Vậy mà cô đã làm gì? Cô đã hút máu con rắn độc. Vốn dĩ cô không phải là Tiểu Ngải ngây thơ mà ta quen biết rồi. Cô chính là yêu nữ giết người không cảm xúc. Muốn trách thì có thể trách bản thân ngươi thôi. Ta tùy tiện nói vài câu thì ngươi đã nhẹ dạ cả tin rồi. Những dân làng chết quan ấy, ta phải báo thù cho họ. Sao vậy? Các người đừng nhà co nữa. Ta sớm đã bỏ độc vào cơ thể của các ngươi rồi. Thuốc độc này không màu, không mùi. Người càng có nội công cao cường thì càng độc hơn, và thâm vào càng nhanh hơn. Nhìn các người như vậy, em rằng các người không chống chịu được lâu đâu. Cô quả nhiên là một nữ nhân độc ác mà. Lý Hoại, nói đi, bản đồ kho máu đang ở đâu? Bản đồ kho máu gì chứ? Được, ngươi không nói phải không? Không sao đâu, ta có nhiều cách hành hạ ngươi thôi. Chắc rằng bây giờ ngươi hận ta lắm nhỉ? Chẳng lẽ cô là một người không tim không gan, không có tình cảm sao? Nếu ta gặp ngươi sớm hơn thì có thể có rồi. Tìm cứu binh, tìm cứu binh. Đi, mau đi thôi. Đi thôi. Thế nào? Người nói hay lắm mà, có phải không? Thật sự ta không có bản đồ kho báu. Có khí phách, ta muốn xem thử ngươi còn chống chọi được bao lâu đây. Thượng Quan Hoại, ngươi thật sự không biết bản đồ kho báu ở đâu sao? Nếu ngươi không đem ra thì tất cả bọn họ đều phải xuống chảo dầu đấy. Vì thiếu hiệp này, xin ngài đấy, hãy cứu cả làng chúng ta đi. Cứu chúng ta đi, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Ta vẫn còn vợ con. Sinh mạng của họ đều đang trong tay của ngươi. Phải xem ngươi lựa chọn thế nào đây.
Hay là ta sẽ bắt đầu từ cô nương này. Thế nào, cô dám sao? Cô nương này là người yêu của ngươi sao? Ta nghĩ dung nhan cô nương này cũng được gọi là nghiêng nước nghiêng thành đấy nhỉ. Nếu tôi gạch nát mặt cô ta thì khuôn mặt xinh đẹp này e rằng sẽ biến mất. Người nói xem, người rốt cuộc thích cô ta bị quý hoài nhung nhâm hay là thích nhìn thấy cô ta xuống chảo dầu đây? Yêu nữ, không cần nói nhiều đâu. Ta với thượng quan hoại không có quan hệ gì cả. Cô không uy hiếp được cô ấy đâu. Vậy sao? Vậy thì ta thử xem nào. Tử Đằng Qua, là Quân sao? Quân chưa chết sao? Quân chưa chết sao? Quân chưa chết. Quan Nhi, ta chưa chết, nhưng ta chẳng thà Quân đã chết đi. Vậy thì hãy chính tay giết chết ta đi. Quân tưởng ta không dám sao? Quay đầu lại đi. Quay đầu lại. Ngươi bảo ta quay đầu lại thế nào đây? Ta ra nông nổi thế này, ngươi bảo ta quay đầu lại thế nào được đây? Ta ở đây đợi muội bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng đợi được. Đi, ta dẫn muội tới một nơi. Nào, rốt cuộc cô dẫn ta đi đâu vậy? Mùa tới thì sẽ biết thôi. Nếu để ta biết cô đang giả trò gì thì ta lập tức giết cô đấy. Nào, nơi đây là, nơi đây là giấc mơ của ta làm cho muội. Muội sao vậy? Ta đã giết nó rồi. Ta đã giết nó rồi. Quỳ Nhi, Tịch Ca Ca, cô đừng qua đây. Ta cũng sẽ làm hại cô đấy. Quỳ Nhi, nếu vẫn không thể khống chế tốt độc khí trong cơ thể thì hãy đeo chiếc khăn tay này. Cái này là tơ tằm mặt băng đã bị ta tìm kiếm, để dịch thành găng tay cho muội đấy. Đeo nó vào sẽ không sao đâu. Thật sao? Cứ thử xem. Muội xem, không sao phải không? Muội đợi nhé, ta sẽ nuôi một loài bướm, nó sẽ không sợ độc tố trong người của muội đâu. Để muội không cần đeo găng tay cũng có thể sợ nó. Thịnh ca ca, Quân không cần đối tốt với ta như vậy. Ta sợ có một ngày ta sẽ biến mất. Nếu thực sự đã định thế này thì ta thà biến mất còn hơn.
Ngốc à, hãy cho ta chút thời gian đi. Ta nhất định tìm ra cách thức trừ độc cho muội. Tới lúc đó ta sẽ mang thuốc về để hỏi cưới muội. Được ở bên muội suốt đời này là ta thấy mãn nguyện rồi. Xin ông cho ta được gặp Thịnh ca ca một lần thôi. Ta chỉ muốn hỏi thăm một câu. Không được. Hôm nay chính là ngày đại hỷ của Thịnh Nhi. Hắn có thể cho ngươi làm càng được sao? Không. Cô ấy từng nói cô ấy sẽ đem thuốc giả đến hỏi cưới ta. Sao cô ấy có thể kết hôn với người khác được chứ? Cô nương, nếu cô thực sự yêu nó, vậy thì hãy mau đi đi. Độc trong người cô sẽ giết hại nó chết mất đấy. Sao nó có thể cưới cô làm thế tử được chứ? Nhưng cô ấy nói cô ấy không để tâm. Cô ấy nói chỉ cần được ở bên cạnh ta là có thể sống tốt suốt đời này suốt kiếp rồi. Nhưng đó chỉ là lời nói nhất thời thôi. Sao có thể coi là sự thật được chứ? Lời nói chơi, lời đã từng hứa, một câu nói gọi là nói chơi thì có thể được sao? Ông cho ta vào đi. Ta chỉ hỏi một câu thôi. Đây rốt cuộc là ý của ông hay là ý của cô ấy vậy? Đừng hòng. Cô một khúc đi. Đừng ở đây tự chút lấy dùng nhã nữa. Để ta vào. Để ta vào. Để ta vào. Thịnh ca ca. Thịnh ca ca. Mùi thử xem. Ta tưởng quên đã quên rồi. Ta chưa từng quên đâu. Nếu đã không quên, thế tại sao năm đó quên không đưa ta đi cùng? Không phải quên đã từng nói rồi sao? Quên không hề chê ta toàn thân có độc. Hơn nữa còn nói là sẽ mang thuốc giải đến giải độc cho ta, không phải sao? Những ngày tháng đó, ta luôn bị người trong nhà cấm túc. Cho dù là ngày kết hôn, cũng bị cha ta khống chế. Để đến khi ta khôi phục lại được ý thức rồi, mới phát hiện ra người ta lấy không phải là mùi. Tối hôm đó ta đã tìm mùi, nhưng nhà ta đột nhiên bị cháy lớn. Ta buộc phải ở lại để dập lửa. Mùi xem, ta bị bỏng như thế này rồi. Đợi sau khi vết thương lành lại, ta đi tìm mùi. Nhưng mùi đã bật âm vô tính. Cho nên ta đã ở lại nơi này, xây nên khu vườn này. Ta gọi nó là Tình Nhân Trại. Mùi có biết tại sao nó tên là Tình Nhân Trại không? Bởi vì muốn bản thân mình phải ghi nhớ rằng món nợ tình cảm này là ta nợ mùi. Đúng là ý trời. Đúng là ý trời mà. Quân có biết trần quả hoàng đó chính là ta đã gây ra không? Chảy rồi, một phú quả đi. Chảy rồi, đem nước tới đây. Mau cứu quả đi. Mau cứu quả đi.
Đương nhiên là ta biết. Lẽ nào huynh không muốn giết ta sao? Tại sao ta lại muốn giết muội? Muội đã rất đáng thương rồi. Ta chỉ hận bản thân mình thôi, là không bảo vệ được muội, để cho muội trở thành con người như ngày hôm nay. Thì ra chúng ta đều thua rồi. Lần này coi như ta thắng được không? Cô hãy tha cho đám thương nhân ngoài kia đi, họ không hề liên quan tới chuyện này đâu. Nếu sai thì là lỗi của ta thôi. Ta bằng lòng chịu trừng phạt của nàng. Chúng ta sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, chẳng có chút tình cảm nào hết. Cô đừng hòng cho mình là đúng nữa. Nếu huynh thật sự có lòng thì năm đó, ngay từ đầu tại sao huynh không tới tìm ta? Là không dám, hay là cảm thấy không bỏ được thâm thù đầy hận gì năm đó? Ta đã thiêu độ nhà huynh, khiến 18 người trong nhà huynh đều bị thiêu chết. Không phải là ta không dám. Mà là ta không có dũng khí. Lúc đó ta một lòng muốn chết, nhưng lại được người khác cứu. Ta vẫn luôn chờ đợi, để đến khi ta lấy được dũng khí để đi tìm muội. Nhưng không ngờ vừa mới đợi mà đã 10 năm rồi. 10 năm rồi. 10 năm rồi. 10 năm, cái gì cũng có thể thay đổi, cái gì cũng có thể chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Được gặp lại muội như ngày hôm nay, cuộc đời này chẳng còn điều gì chiếu dấn nữa rồi. Thịnh ca ca, huynh vốn dĩ nên chết trong vụ quả hoạn đó. Xem ra độc dư đã rời khỏi nơi này rồi. Hành động đi. Được, chúng ta cứ từ từ mà dọn xác thôi.
Không ngờ Đường Đường là độc dương mà đã trúng hổng châu ngũ yêu của bọn ta. Cái gì? Không ngờ ngươi không hề trúng độc. Các ngươi gì để giết ta mà tốn bao nhiêu tâm huyết của mình? Ta không diễn hết vở kịch này cùng các ngươi thì thật có lỗi với các ngươi rồi. Không ngờ dám dùng độc dương tử đằng qua với ta. Các ngươi đúng là ngu xuẩn hết mức. Ta một thân độc công sớm đã bách độc bất xâm. Bây giờ trong người các ngươi đã bị ta hạ kịch độc. Từ nay về sau bắt buộc phải nghe lệnh của ta. Nếu không thì ta lúc nào cũng có thể khiến độc trong người các ngươi phát tác. Nhất định sẽ khiến các ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Xin độc dương đại nhân tha mạng cho bọn ta lần này đi. Để tình bọn ta đều làm gì cho Cao Công Công. Sau này ta nhất định sẽ chỉ nghe lời một mình độc dương đại nhân thôi. Một đám phế vật, cút đi. Không sao chứ? Không sao. Trước khi lâm chung, Tịnh ca ca đã cầu xin ta duy nhất một chuyện, đó chính là tha cho các ngươi. Ta có thể nói rằng tất cả các ngươi biết cách giải độc, nhưng ta có một điều kiện trao đổi. Thượng quan Hoại, ta muốn phi đao bí tịch của ngươi. Không vấn đề gì. Ta sẽ giúp cho ngươi phi đao bí tịch. Thượng quan Hoại, chỉ là bí tịch thôi mà, chẳng có gì đâu. Tính mạng quan trọng hơn cả, được chưa? Phi đao bí tịch này quả nhiên là tinh diệu. Được rồi, được rồi, đừng xem nữa. Mau chóng cho tôi biết thuốc giải độc đi. Độc của ngũ yêu chỉ có Công Tôn Vô Thắng có thể giải được. Nếu trong vòng nửa tháng các ngươi không lấy được thuốc giải, tất cả các ngươi đều sẽ chết nơi này. Các ngươi từ từ mà giải độc đi. Mau lên. Lý Chính, cô sao vậy? Độc trong người ta bắt đầu phát tác rồi. Nội lực càng thâm hậu, trúng độc sẽ càng sâu hơn. Lý Chính à, đây là ngọc bội lúc nào tôi cũng mang theo. Mẹ hãy giao cái này cho mẹ của ta. Mẹ ta nhìn thấy cái này thì sẽ hiểu thôi. Cô mau đi trước đi, cứ mặc kệ ta. Nếu không thì sẽ không kịp nữa đâu. Cô đừng có giở trò nữa. Cô muốn ta đi làm nhiệm vụ một mình. Nếu chết thì cùng chết, nếu đi thì cùng đi. Cô muốn làm gì đây? Nội lực của ta không thâm hậu bằng quân. Chúng ta mau lên đường đi thôi. Thưa quan Hoại, quân thực sự đã giao bí tịch cho cô ta rồi sao? Đông Vật, thì ra Công Tôn tiền bối mới giải được độc thôi. Kinh khâu của đệ tốt, phiền đệ đi một chuyến đi. Được, bây giờ ta sẽ đi ngay. Được. Mẹ nuôi, mẹ thấy trong người thế nào rồi? Mẹ phải gắng gượng lên nhé. Thái Nguyệt, con đây. Mẹ nói đi. Mẹ, trước khi mẹ chết, có một cô con gái như con, mẹ đã không còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Mẹ nuôi à, sẽ không có việc gì đâu. Mẹ đừng nghĩ như vậy nữa. Phải cố lên đi mẹ. Chúng ta gắn thêm một chút thì sẽ thêm một phần hy vọng đó. Thái Nguyệt à, có thể nhìn ra Thượng quan công tử rất tốt với con. Con phải học cách trân trọng người trước mắt của mình đi. Thương Thẩm, Thẩm thấy trong người thế nào rồi? Thượng quan công tử, Thái Nguyệt từ nhỏ đã không có cha mẹ,
cô đơn không nơi nương tựa. Công tử đừng nghĩ con bé bề ngoài lạnh nhạt, thật ra thì nó đều rất quan tâm đến tất cả mọi người đấy. Công tử nhất định phải giúp ta chăm sóc tốt con bé nhé. Tương Thẩm, người yên tâm đi, ta đồng ý. Mẹ nuôi, mẹ nuôi, nếu sẽ biết chị có ngắn ngủ như thế này, không thà rằng chưa bao giờ từng có. Thái Nguyệt, đừng quá đau buồn. Trương Thẩm trước lúc lâm chung có một cô con gái như cô bên cạnh, bà nhất định là sẽ được an ủi rồi. Từ từ thôi, thật sự ta không gắng gượng được nữa rồi. Khả Khả à, buồn buông ta ra đi, tự đi một mình đi. Cô dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, ta không muốn đối diện một mình với bà công chúa đó đâu. Ta lệnh cho huynh phải cố lên. Khả Khả, muội mau dừng lại đi. Làm thế này muội sẽ chết đấy. Có chết thì cùng chết, ta sẽ không bỏ lại huynh một mình ở đây đâu. Chúng ta cùng lắm thì sẽ chết nơi này. Khả Khả, Khả Khả, Khả Khả, sao mùi lại gốc như vậy chứ? Tại sao đưa mùi về? Từ quan huynh, Thái Nguyệt cô nương, mọi người hãy gắng gượng lên đến khi ta trở về. Độc này phát tác đúng là không đúng lúc. Đi xem thử đi. Ai vậy? Làm thế nào bây giờ? Cho hắn vào phòng cửa đi. Tỷ tỷ, thuốc này thật sự có thể giải độc sao? Thuốc này
là nguyệt thần cung chúng ta đặc biệt phải chế ra. Mặc dù không thể giải trừ toàn bộ độc chứa khí, nhưng ít nhất cũng làm chậm lại sự tàn phá của độc đối với cơ thể. Phải rồi, vô thường à, khi muội đi phát thuốc nhớ phải nhắc nhở mọi người mấy ngày nay tốt nhất là đừng ra ngoài, cái cửa trong nhà cố gắng đừng mở ra. Phải rồi, lúc nãy người trong thôn nói đã bắt được một kẻ khả nghi đang nhốt trong phòng củi. Được, ta biết rồi. Thuốc sắp xong rồi, chúng ta lấy thuốc ra đi rồi chia cho tất cả mọi người. Thì cảm thấy sao rồi? Thuốc đã phát xong rồi, ta tin là có thể trì hoãn thêm thời gian. Thư khoa hoại bây giờ đã thay ta tới các hồ để kiểm tra những bệnh nhân trúng độc nặng. Cũng hy vọng là Long ca ca mau trở về từ thiên nhai hải cát. Phải rồi, muội cũng mệt cả ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Vô thương, tay muội sao vậy? Ta không sao đâu, để ta xem. Độc của mùi. Ta không sao đâu mà. Không sao cái gì chứ? Đi, ta dẫn mùi đi nhận công trị thương, không cần đâu tỷ tỷ. Ta chịu được một chút sẽ không sao đâu. Tỷ nhận công trị thương cho ta sẽ khiến độc tố trong người tỷ lan nhanh thôi, sẽ làm đi lùi tới tỷ đấy. Không sao đâu, nội công của ta thâm hậu, ta có thể kiên trì tới lúc lòng giật từ thiên nhai cát trở về. Nhưng tỷ tỷ à, không như gì cả.